không có nghe bà nào hỏi gì nữa. Có gì không? Đưa lên, chạy lên, hỏi nha. Thưa cô ơi, là con có một vấn đề muốn hỏi là con có một người bạn, bạn đó là con gái, bạn học cùng lớp với con, là cha mẹ bạn đó là trong cái năm học vừa rồi là cha mẹ bạn đó thường xuyên cãi nhau rồi đập đồ, con gia đình không có hạnh phúc, xong rồi ba mẹ bạn đòi ly hôn, thì bạn nó bạn buồn lắm, bạn lúc trước bạn học giỏi lắm nhưng mà sau khi mà nhà gia đình dạ là lúc trước bạn học giỏi hơn con, nhưng mà về sau là cuối kỳ này là học lực của bạn càng ngày càng đi xuống, là thầy cô khuyên rồi nhưng mà bạn buồn á con, bữa nào bạn lên lớp mắt bạn cũng sưng luôn á, con không biết khuyên sao hết cô, bạn không muốn ba mẹ ly dị. Cảm ơn cô, cảm ơn cái suy nghĩ của cô. Dạ, cô sẽ trình bày một chút xíu trong cái suy nghĩ của cô nha. Dạ, tức là thưa các bạn, như chúng ta biết đó, Đức Phật nói rằng lòng người đó chủ yếu là trên hết tất cả, bởi vì đây là một cái viện trợ không hoàn lại. Khi chúng ta có mặt trong đời này đó thì do xương thịt xương cốt, do hồn vách của ba mẹ mà có chúng mình, mà mình không thể mình chặt một ngón tay để trả lại là cha mẹ sẽ chịu chết liền. Và các bạn giữ thân mình bằng cách nào? Ví dụ như là chúng ta đi xe gắn máy ở ngoài đường chẳng hạn, các bạn có biết Đức Phật và Đức Quán Thế Âm dạy với mình đó, là cứ một phút đó là thiên đường, một phút đó là địa ngục, tức là không thể có một cái thiên đường nào khác hơn ở nơi đây. Như chúng mình hiện nay là đang thiên đường, mở đèn có đèn, ngồi trên chỗ sạch sẽ, và địa ngục cũng ngay tại đây luôn nếu chúng ta không biết hành xử. Cho cô xin phép nói cái điều này nó hơi thô, nhưng mà hai người cùng nhau đi ngoài đường, chiếc xe gắn máy cỏ quẹt nhau, bỗng nhiên có một người quăng chiếc xe đi kìa vậy, thì lập tức người kia sẽ bị sao kể, đúng không con? Và rồi đó thì mọi người dở lên, và người thì lấy dao, người thì lấy cây, và chỉ trong 5 phút thôi thì một người chết và một người ở tù coi như tử hình. Thì các bạn có thấy cái địa ngục nó ngay trong chỗ chúng mình không? Bởi vì chúng mình đang thiên đường mà, trong khi đó vẫn là một cái sự mà chèn nhau như thế, nhưng mà tình cờ chứ còn thiệt ra có ai muốn đâu. Thì một người trước nhất là nói rằng không có biết lỗi phải của ai, xin lỗi nha, nhưng mà mình có chuyện gấp quá cho nên đi mình lỡ, bây giờ dòm nhau đi coi có cái gì để tụi mình giải quyết. Thì lập tức cái phía bên kia cũng sẽ thiên đường như tụi con, cũng không có cớ để mà nổi giận, nổi sân lên để đang biến một cái thiên đường nó bỗng nhiên trở thành địa ngục. Thì đó là cách mà cô nói là một trong những cách mà chúng ta cần phải giữ thân thể chúng ta. Bởi vì nếu lỡ gãy một chân gãy một tay thì suốt đời này các bạn phải gắn cái giả vô, chứ mình không thể có cái gì, đúng không các bạn? Cho nên là cô mong rằng các bạn cảm nhận cái điều này, rồi kể lại cái chuyện mà hồi nãy con trình bày. Chính vì cái sự hiếu đó đó, mà vì mình được đẻ ra từ dưới mà, thì cha mẹ đối với mình là Phật tại gia, thì cha mẹ là qua khỏi đầu mình rồi, và mình không được quyền có ý kiến, mình không được quyền giận hay là hờn hay là trách cái gì đó, mình chỉ một lòng biết ơn. Rồi các bạn biết làm cái gì không? Tức là chúng ta có chùa, chúng ta có Phật nè, bản thân tụi mình chúng mình tới chùa và viết tên của ba mẹ, và chúng ta tụng kinh nhờ quý thầy cầu hồi hướng cho hai cái tên này, cho cha mẹ bớt nghiệp. Chứ chúng ta không thể can thiệp được, chúng ta cũng không thể buộc những cái sinh linh mà họ muốn rời ra để mà họ phải ở lại với nhau. Cô có nhớ không? Nếu mà họ muốn rời mà mình buộc họ lại thì thế nào cũng có một người nổi giận giết người kia chết, và rồi cái địa ngục đó nó càng gần hơn nữa. Cô khi mà cô đi học rồi đó thì cô phát hiện có mấy điều. Một là tôn giáo, hai là nghệ thuật, ba là tình cảm, là mình không có nên can thiệp. Bởi vì cái việc này đó, nếu mà chúng sau này khi mà chúng con lớn lên thì bây giờ con sẽ cảm nhận tại vì sao mình như thế. Bởi vì mình không phải chỉ có kiếp này, mà mình cứ đi qua đi lại đi tới đi lui trên cái thế gian này. Có khi mà chúng ta nghe đó, các bạn có để ý không? Cái hôm nào cái cha mẹ nói, trời ơi cái thằng này, trời ơi nó giống hệt ông nội đó à.
hoặc là nói với cái cô em mình, trời ơi, cái ngõ này coi kìa, có đứa cười ý thật với cái miệng của bà nội đó. Thì như vậy các bạn nên nhớ rằng trong dân chủ học đó, cứ 3-4 đời là sự tái hiện của ông bà cha mẹ. Bởi vậy có ai dạy chúng mình về cái câu mà cửu nguyện thất tổ đâu. Nhưng mà khi chúng mình đứng trước bàn thờ, dạ con cầu nguyện cho cửu nguyện thất tổ, là cái gì các bạn có hình dung không? Tức là 9 đời mẹ, cửu quyền, quyền là ngoại, 7 đời cha, bên nội gọi là tổ, tức là âm dương. Thì như vậy khi mà cô làm buồn một bạn đó, thì 9 đời bên ngoại của bạn này đó cũng sẽ buồn. Tuy không có hiện diện, nhưng mà cái sóng từ đó không bao giờ tắt giữa những con người với nhau. Cô ví dụ cái này để cho các bạn dễ hiểu hơn. Cô nói ví dụ như là ở đó có một cái TV Sony, và cô là không có remote Sony, và các bạn có remote Sony, các bạn bấm cái có quá nhiều chương trình. Các bạn nói cô tiếp bấm đi, chương trình hay lắm. Nhưng vì cô không phải cái remote này, cho nên cô không thể bấm ra mình. Có đúng không các bạn? Thì như vậy hỏi các bạn đó, là giữa cái TV với lại cái remote này là cái khoảng không. Giá như mình có độ cấm đó, thì mình nói là có truyền đúng không? Cái này nó không có độ cấm. Cũng giống như là ở đây các bạn gọi điện thoại nói chuyện với người bên Mỹ, chỉ cần đúng số và chưa tới nửa phút thì chúng ta nói chuyện được. Thì như vậy cái gì khiến cho cái sự liên kết này với nhau mà nhanh đến như thế? Thì cô xin thưa với các bạn rằng mai đây các bạn sẽ thấy rằng trong cái khoảng không mà nãy giờ chúng mình nói chuyện đó là sống từ dằn dặt, không có một cái mối nối nào mà không nối với mối nào. Vấn đề là con số của mình với lại cái đối tượng mà mình muốn liên kết đó có giống nhau hay không. Nếu mà là tần số giống nhau thì các bạn vừa bật lên là các bạn có được liền. Và chúng ta học Phật đó thì chúng ta không phải chúng ta sợ cái sắc tướng đâu. Là vì sắc tướng nếu cô lỡ làm gì với các bạn thì cô nói là cho cô xin lỗi, nó có địa chỉ. Nhưng nếu trong cái khoảng không này đó mà không có ai, không có gì hết thì làm sao mình biết mình có lỗi với ai? Cô nói cái điều này bởi vì cũng học theo Đức Phật. Và các bạn có nhớ trong kinh Phật có một cái đoạn khi Đức Phật giảng pháp thì có quý sư, quý thầy ngồi thiền. Bỗng nhiên một hôm đó có một ngày đó là đang ngồi thiền mà tinh tấn thì không tinh tấn nữa. Tức là cứ bắt đầu ngồi thiền là ông ngủ, ông nghe ngã qua vậy nè. Thì Đức Phật mới dùng hào quang, nó phóng quang mới để quan sát coi vì sao mà ông như thế. Thì hóa ra đó là ông có một cái tật, khi ông đi vô nhà vệ sinh là ông đi một cái rầm vô, đóng cái cửa đi vô. Thì nhưng mà các bạn biết rằng nhà vệ sinh là cái nơi chốn ở và ăn cư ngụ của các loài quỷ. Thì có một hôm đó ngài đi vô, tình cờ ngài cũng làm giống như mọi ngày, thì cái con quỷ đó nó đang ăn với gia đình nó, cái nó không có lịch sự vậy đó, để ta cho nó thôi tu. Thì bỗng nhiên là từ đó là ông cứ ngồi thiền là ông ngủ gục. Tôi kể chuyện này để thưa với quý vị rằng mỗi khi mà có một cái giới mà quý thầy giữ hay là quý ni cô giữ, nghĩa là chuyện đó có xảy ra trong trời đất và trong cái dòng sống hàng ngày, cho nên đạo Phật mới có những cái giới cấm. Cô tặng quý vị cái thông tin này để quý vị biết cách giữ thân. Ngay bây giờ các bạn đi vào trong chùa hay các bạn đi vào những cái nơi thanh vắng, nhà thờ cổ hay là những cái đền gì đó, thì các bạn nên ăn mặc nghiêm túc và nên nói năng nhỏ nhẹ. Bởi vì ở đó nó có những cái vị mà người ta chết rồi, người ta vẫn ở đó để người ta giữ. Bởi vì nếu không có cái đó thì ông bà cha mẹ mình không thắp nhang. Các bạn thấy không? Vì sao mà kiếp nào, đời nào, thế hệ nào cũng có bàn thờ, cũng thắp nhang và cũng kính lại đất trời, rồi cúng vong linh của những chiến sĩ trận vong, những cái người mà chết oan chết ức. Cho nên chúng ta đừng có thấy cái khoảng không mà chúng ta coi thường. Cái lịch sự của chúng mình đối với những người hiện diện, đó là điều phải làm. Và các bạn hãy giữ thân mình bằng cách chúng ta cũng lịch sự đối với những cái khoảng không mà chúng ta lâu lâu mới đến một lần, hoặc là chúng ta chưa từng biết, chúng ta mới đến lần đầu tiên. Thì các bạn hãy giữ gìn thân của các bạn. Và hôm nay thì là buổi nói chuyện xong, và rất là cảm ơn các bạn. Xin cảm ơn sự chia sẻ sâu sắc của cô Bạch Tuyết rất nhiều. Các tu sinh ơi, hãy tặng cho cô Bạch Tuyết một tràng pháo hoa tay thật lớn.
thật đẹp thế nào. Các bạn có muốn sang năm cô Bạch Tuyết lại trở về đây tham dự khóa tu với chúng ta nữa hay không? Lớn lên. Và chúng ta hãy thể hiện tình thương của mình đối với cô Bạch Tuyết bằng hành động và lời nói qua bài hát Về Đây Bên Nhau mà chúng ta đã thực tập mấy hôm nay nhé. Các bạn ngồi thẳng lên nào. Xin mời âm thanh. Xin mời cô Bạch Tuyết hãy ngồi để đón nhận những tấm lòng. Thưa thầy, đứng mà con ngồi là không có được. Dạ, cô đứng cho cái này. Các tôi xin ơi, thầy chưa? Lấy đây. Như vậy là ý cô muốn nhắn nhủ các con một điều gì các con biết không?
các con phải ngoan và phải biết cầu nguyện cho chúng ta và gia đình hạnh phúc và các con luôn đầy đủ trí tuệ. Và cái lời cầu nguyện mong ước đó nó mới thành tựu được nhân duyên. Như vậy các con cố gắng để rồi năm sau thầy rồi chúng ta sẽ đón cô Bạch Tuyết với những cái cao quý nữa và nhiều cái kinh nghiệm nữa. Vì hôm nay có một giờ mình ngồi thôi thì cô không thể nào trao truyền hết được cái kinh nghiệm cho các con. Các con cũng đã thấy trên gọi là sân khấu tới luôn rồi, cô bây giờ là một vị thầy để đi chống giảng dạy cho tất cả các bậc thầy để truyền đạt cho các anh chị sau này nữa. Cho nên là thầy cũng muốn cô vừa có thể hiện cái tinh thần của một người học trò đệ tử của Phật mà vừa là một vị tiến sĩ là nghệ sĩ nhân dân để truyền đạt, để mang một cái nền tảng văn hóa của dân tộc để truyền đạt với các con. Rồi bây giờ thầy Minh Cương ơi, bây giờ em sẽ hướng dẫn cho các bạn trở về đàn ăn và mời tất cả các cô huynh đệ cùng với huynh và cô Bạch Tuyết cũng trở về đàn ăn để cùng với các em lưu lại một cái nền tảng trong cái buổi ăn cơm thân thiện của khóa tu của chúng ta, thể hiện của người con Phật trong khi ăn. Mời thầy Minh Cương. Thầy xin giới thiệu cô Bạch Tuyết, đây là thầy Minh Cương. Một vị đồng hành với tất cả các khóa tu trong cả nước mà thầy rất là nhiều cái kinh nghiệm và nói chung kinh nghiệm học và tu thì tất cả các đạo tràng rất quý và mến thầy, cho nên là thầy có mặt tất cả nước để chia sẻ với các em và các em cũng rất là thích với cái phẩm hạnh của thầy. Cho nên là hôm nay chúng ta cũng thầy dạy nhân viên hay như đạo Phật là mời tôi hướng dẫn cho các bạn trở về bàn ăn. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Các con nghe tiếng nhạc, chúng ta sẽ niệm theo giai điệu nhạc ha. Bây giờ quý thầy đi trước, rồi các con sẽ đi sau, rồi chúng ta đi dọc ra. Chúng đầu tiên.